Yếu ha. Chị bây giờ là yếu luôn, không nấu giờ. Con ly xì 500 ngàn mua Giờ sữa cô nè. lấy tiền luôn À á, biết cái cạnh vậy hơi cái buông ra trời. lại đâu có đặt, không biết này, không biết em mà ta cũng không biết luôn. Người thân vô xá Phật cái đi. Mình xin đi thỉnh bà về đi. Đọc tên mẹ chưa? Đọc tên luôn đi cho bà đi đi nhiều lần cho bà nhớ. Đi về chùa Phước Đức cho bà Nguyễn Thị Mạng. Rồi xá Phật cái giờ. Nam mô A Di Đà Phật.